Theo kế hoạch tuyển quân năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức tiếp nhận, huấn luyện cho gần 12.000 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong đó, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên tiếp nhận tổ chức huấn luyện 1.489 chiến sĩ đến từ 17 tỉnh trong cả nước. Đây là năm đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được Bộ Công an giao tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân của Công an các đơn vị địa phương trên cả nước. Giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đề nghị Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên phải chủ động thực hiện kế hoạch huấn luyện theo khung chương trình, đảm bảo 100% chiến sĩ mới hoàn thành tốt nội dung huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật, tổ chức duy trì đầy đủ, nghiêm túc các chế độ học tập, công tác, sinh hoạt để sau khi kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ trở về đơn vị mới đều có khả năng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu các tân binh cần phải xác định được đây là niềm vinh dự, tự hào, lấy đó là mục tiêu để nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phấn đấu trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định về điều lệnh kỷ luật Công an Nhân dân. Trong thời gian 3 tháng, các tân binh sẽ được truyền đạt những kiến thức, nội dung cơ bản liên quan tới công tác nhiệm vụ trong Công an Nhân dân.